Cô Lan xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2018. Cô xin giới thiệu một số loại lan. Cô chú thích mã số nào thì ghi là mã số. Tôi để mình con. Tôi gọi là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hôm nay xin giới thiệu một số giò Apilum hành lục của Thái. Đồng giá là 180.000 một giò. Và đây là một trong những mặt hoa của đã sổ của nó. Cái lưỡi này rất là đẹp nữa. Một những mặt hoa đã sổ hành lực của Thái, đồng giá 180.000 một giò, giá hạt Apilum. Tôi xin giới thiệu đây giò mã số 1, có hai thân già và hai thân tơ. Ô đúng rồi, mã số 1 thân tơ dài nhất nó được khoảng 15-16 cm. Giờ mã số 1 đồng giá 180.000 một giò. Apilum đây giờ mã số 1, cây rất là đẹp nha các chú. Mã số 1. Sau đây giờ mã số 2, giờ đây có hai thân tơ, thân dài nhất nó được khoảng 22 cm, còn thân ngắn thì được khoảng 10-23 cm. Giờ mã số 2 đồng giá là 180.000 một giò, giá hạt Apilum của Thái 180.000 một giò. Mặt hoa của nó cái lưỡi rất là đẹp luôn. Mã số 2. Đây giờ mã số 3. Nó có hai thân tơ. Một thân thì được khoảng 15-16 cm. Một thân thì được 14-15 cm. Đây là giò mã số 3. 180.000 đồng giá giò mã số 3. Thế giờ mã số 4. Hai thân tơ mã số 4. Thân nhỏ nhất được khoảng 17-18 cm. Còn thân nhỏ nhất được khoảng 14-15 cm. Đây giờ mã số 4, đồng giá 180.000 một giò. Mã số 4. Đây giờ mã số 5. Hai thân tơ. Ba thân luôn, đây đang lên được khoảng 4 cm. Một cái được 4 cm, cái được 15 cm. Lại cộng dài nhất là được khoảng 24 cm. Đây là giò mã số 5, đồng giá 180.000 một giò. Mã số 5. Đây là giò mã số 6, hai cộng lớn nhỏ, cộng dài được khoảng 10 cm. Còn cộng này được khoảng 17 16 cm. 16 17 cm. Đây giờ mã số 6. 180.000 mã số 6. Đây giờ mã số 7. 2 3 3 còn coi là một thân già mã số 7. Khoảng 17 cm. Chiều dài của cái thân tơ được khoảng 17 cm. Đây giờ mã số 8 thì có 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 5 cộng lớn nhỏ, thân tơ 5 cộng thân tơ lớn nhỏ, cộng dài nhất nó được khoảng 17-18 cm. Đây giờ mã số 8. Thế giờ mã số 9, hai cộng lớn như là một cái thân già, hai thân già, cộng dài được khoảng 20 cm. 20 cm. Đây giờ mã số 9, 180.000, giá hạt Apilum của Thái. Thế đây giờ mã số 10, ba thân tơ một thân già, mã số 10, tơ được khoảng 16 cm, một thân thì được khoảng 10 cm, thân thì được khoảng 14-15 cm. Đây là giò mã số 10, 180.000 mã số 10.
Bây giờ mới số 11. 1, 2. Hai thằng lớn nhỏ mới số 11. Thân tơ giờ nhất được khoảng 16, 17 xăng. Thân tơ thì được khoảng 12, 13 xăng. Đây giờ mã số 11, Afilum mã số 11. Tổng giá 180.000. Đây chọn mã số 12, hai thân tơ và hai thân già mã số 12. Thân tơ giờ nhất nó được khoảng 12, 13 xăng. Đây, khoảng 12, 13 xăng. Đây là hai thân già. Đây giờ mã số 12. Cầm 80.000 mã số 12. Đây giờ mã số 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân lớn nhỏ, tính luôn mấy kia là 7 thân lớn nhỏ. Như là khoảng 11, 12 xăng. Bảy thân lớn nhỏ. Giờ mã số 13. 180.000 mã số 13. Nhạc Afilum của Thái nha cô chú. Hoa rất là đẹp. Giờ mã số 13. Chiếc xe đây giờ mã số 14. 3 thân tơ mã số 14. Công giờ nhất có được khoảng 16, 17 xăng. 14, 15 xăng. Giờ mã số 14. 180.000 mã số 14. Chiếc xe đây giờ mã số 15. Hai thân lớn nhỏ mã số 15. Hai thân tơ. Thân dài được khoảng 18 xăng. Một thân dài được khoảng 16 xăng. Đây giờ mã số 15. 180.000 đồng giá nha cô chú. Mã số 15. Đây giờ mã số 16, đây một mầm nè. Đây thì hai mầm, mã số 16. Một mầm nó dài được khoảng 23 xăng, mầm dài được khoảng 7 xăng. Đây là giò mã số 16. Cái xe là giò mã số 17. 3 thân tơ. Mã số 17. Thân dài nhất được khoảng 15, 16 xăng. Giờ mã số 17. 180.000 mã số 17. 3 thân lớn nhỏ này. Đây là giờ mã số 18. Giờ này có 2 thân tơ với lại 2 thân già. Ở đây đang có kỳ nữa cô chú. 2 thân tơ, 2 thân già. Thân tơ giờ nhất nó được khoảng 12, 13 xăng. Đây là giờ mã số 18. Đồng giá 180.000 một giò, đây là giò mã số 18. Đây là giò mã số 19. Giờ đây có hai cọng lớn nhỏ. Mã số 19 có hai cọng lớn nhỏ. Cọng dài nhất có được khoảng cọng dài nhất thì được khoảng 31, 32 xăng. Một cọng được khoảng 20, 21 xăng. Đây là giò mã số 19. 180.000 mã số 19. Đây là giò mã số 20. Hai cọng lớn nhỏ mã số 20. Hai thân tơ. Thân tơ dài nhất được khoảng 20 xăng. Cột thân còn lại thì được khoảng 17 xăng. Đây là giò mã số 20. 180.000 mã số 20. Theo là giờ mã số 21, giờ mã số cuối cùng. Được 1, 2, 3, 4, 4, 5 thân gì đó. Đây, đây giờ mã số 21. Thân dài nhất được khoảng 10 xăng. Giờ mã số 21, giờ mã số cuối cùng. Các cô chú thích mã số nào thì ghi là mã số, gọi điện cho bên con. Bên con là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn Lan ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và là mình xin chào cô chú.